Thôi anh em, hôm nay mình sẽ vào đây chơi game gì em ơi. Đổi thưởng theo tỷ mục 1 đó là con game tài xỉu, sóc đĩa, game bài đổi thưởng tiến lên miền Nam. Ba rát long hổ. Ba rát một con game rất nhiều anh em nói mình chơi. Hôm nay mình sẽ chơi nha. Và rất nhiều anh em hỏi cho mình nói là sao mình tạo hai tài khoản trên hai máy để tải sau đó nhận ưu đãi đó là 100 ngàn, nhận được 58 ngàn đầu. Nhưng mà không được, các bạn nhớ rằng nè, không được đâu, tạo một tài khoản trên một máy thì được nhưng mà tạo hai tài khoản trên một máy không được nha. Nhưng mà hai tài khoản trên hai máy thì vẫn được, nhưng mà một tài khoản trên một máy, hai tài khoản trên một máy không được đâu nha. Cho nên các bạn ưu đãi các bạn cần lưu ý với mình, và nhớ các bạn báo danh nhận quà mỗi ngày với nha, hay chia sẻ với bút một ngày được 3 đồng này, hay thưởng nào các bạn này khá là hay, hay gift code lâu lâu có mình tặng. Thì nói chung những cái ưu đãi nó để cho anh em cuốn vào cuộc chơi thôi. Nhưng mà mình là chơi, mình không bao giờ chơi một con game giống như hôm nay mình chơi con game này, thua mình ra chơi con Sunwin hay là Golden 8 hay là Big Boss, nói chung là tùy nha nha. Mà yếu tố cần mình chơi muốn thắng ấy chắc chắn phải hên rồi nha. Bởi đã không hên ấy thì chơi kiểu gì, đánh kiểu gì mình sẽ thua thôi anh em. Không có chuyện ăn được nó đâu. Đánh thì ai chả muốn ăn nó anh em. Nhưng mà có phải ai ăn được nó đâu anh em ạ. Không phải ai cũng ăn được nó đâu. Anh em đừng có bao giờ kỳ vọng là anh em luôn ăn nó cả. Bởi có những ngày anh em thắng nó nhưng mà có những ngày anh em thua nó đều rất bình thường nha. 2.000 cho vui đầu tiên thôi. Má mày chưa đánh to kìa. Đánh to pha là toang rồi đấy. Đó mới điều đáng nói đấy, anh em mình tự xem thôi. Bây giờ mới đánh anh em này. Cầu này có thể cầu 22 đấy. Một mê một lần đi. Mình chơi ấy thì mỗi ngày mình đánh 5 đến 10 phút thôi anh em. Vì sao mình đánh ít như vậy anh em? Bởi mình xác định ấy là mình đánh càng nhiều mình sẽ càng thua thôi anh em ạ. Bởi mình mỗi lần đặt ấy mình đều bị mất một số chi phí đặt, mà đặt càng nhiều chi phí nó đổi lên càng to thì chắc chắn mình đặt càng nhiều mình càng thua thôi anh em. Anh em nhớ điều đó cho mình nha, đừng có bao giờ nghĩ rằng là em luôn thắng cả, bởi luôn thắng là điều đéo bao giờ xảy ra đâu anh em nha, đéo bao giờ xảy ra nếu anh em muốn luôn thắng đâu, chắc chắn điều đó luôn đấy anh em ạ. Nên đừng có bao giờ kỳ vọng luôn luôn thắng cả, có những ngày anh em phải chấp nhận thua lỗ đấy nha anh em, bởi vì đánh thì chắc chắn không thể nào mà luôn thắng đâu. Đây này, ván này thắng này, phải cho thắng mới chứ, không nên nó cho thua mãi được đúng không? Thua mãi thì bố con thằng nào mà dám đánh nữa. Chơi gì quan trọng nhất là phải hên nữa thôi anh em ạ. Bởi đã không hên thì chơi kiểu gì mà thắng nó được. Nhưng mà chơi thì có phải ngày đéo nào anh em hên được đâu. Bởi vì tỷ lệ thắng anh em là dưới 50% rồi. Nhưng mà ngày mà anh em xui là thì anh em nghĩ rằng là sao anh thắng nó được. Nên chơi thì anh em phải biết điểm dừng. Thắng phải biết điểm dừng mà thua phải biết điểm dừng anh em ơi. Chứ đừng đánh theo kiểu thắng muốn thắng hơn. Thua lại cũng vẫn gỡ bằng được. Đánh mà đánh kiểu đó mình nói thật với anh em có rú thì anh em thua hết rồi. Mình đã gặp, trước đó mình đã gặp trường hợp mình sai lầm như vậy đấy anh em. Thành ra bây giờ mình có dám đánh kiểu đó ở đâu anh em. Thua thì mình chấp nhận nghĩ. Đây này, phải thắng chứ anh em ơi. 30 luôn anh em kìa. Bạn đánh bạn ấy bảy liêng bảy tố nè, trời ơi. Đéo biết như nào mà lần nhỉ, đúng không anh em? Đó nếu thôi. Mà đánh đâu có từng nếu anh em. Đây này, đúng rồi anh em ơi. Đúng rồi. Phải như vậy chứ. Hai nước mới ăn được nó chứ. Không làm sao ăn được nó được anh em đúng không? Theo bên như nào bán này đây. Thắng tiếp thì ngon nha. Đéo thắng chịu thôi. Và đánh vì sao mình là nói anh em mỗi ngày. Là anh em nên đánh nhỏ mỗi ngày thôi. Ăn non mỗi ngày thôi anh em. Bởi vì khi anh em đánh càng nhiều ấy, vì sao mình lại đánh ít phút mỗi ngày thôi, bởi vì khi em đánh càng nhiều ấy em chưa thua gì, em là thua về mỗi lần em đặt thì 1 triệu mình có được nguyên 1 triệu đâu, 1 triệu mình đều bị mất một đống chi phí cầu mới luôn kìa anh em ơi. Cầu mới như này căng nha, cầu mới như này căng nha anh em ơi, cầu mới như này căng đấy, không đơn giản đâu anh em ạ.
cứ bình tĩnh mà lên thôi, hoặc là xuống thôi anh em, đơn giản như vậy thôi, đánh có thắng có thua thôi anh em. Toang rồi, biết ngay, thế là toang rồi, càng quá anh em ạ. Ơi ván này đéo đặt đâu, thôi đặt đi, còn đi nha, nó cho trúng tiếp thì ngon nha, nó đeo cho trúng nó chịu thôi. Toang rồi, nghe nó kìa, đèn chuỗi rồi nè, thôi đánh ván poker đi. Một con game nhưng mà xui thì các bạn đừng cố gắng đánh đi nhá. Poker này các bạn đánh nhỏ thôi nha, bởi vì đánh poker này nó lên rất nhanh, nhưng mà đồng nghiệp cái nó xuống rất nhanh em đó, em ri mới đó thua một mê rồi kìa, một mê năm rồi đấy anh em, không phải dạng đơn giản đâu. Trời ơi, 5 ra 5 thì bố mày anh chịu đây này, phải như vậy chứ, cho người ta ăn với chứ đéo lấy cho nó thua mãi được thì ai dám chơi nó đúng không. 5 ra 5 kìa anh em ơi, nghe nó từ này nhá, cày thế nhỉ, cày lắm anh em ơi. Đây rồi, nói 5 ra 3 kìa rồi, đen mày ta, đen vậy chịu rồi anh em ạ, chuồn đi, à, chuồn đéo về kìa, chuồn lần nữa đi, à, đéo về luôn anh em ạ. Đây rồi, 57 rồi anh em ạ. Muốn hôm nay thắng xíu mà đéo được anh em ạ, thật sự đéo được luôn đấy, sự đéo được luôn, khó quá anh em ạ. Trời ơi là trời cái gì vậy ta? Nó đen một chuỗi luôn nè. Đen đến thế thì chịu rồi. Thôi hôm nay thắng 2 mê thôi, nghĩ thôi nha. Là lên 7 mê thôi anh em. Mà sợ đéo win được luôn ấy. Thua điều rất bình thường anh em ơi. Game hên xui mà. Mình biết thế đéo trước được. Hên thì mình ăn thôi, xui thì mình chấp nhận thôi anh em. Cuộc chơi là phải chơi, phải chấp nhận rồi. Không thì thua thì mình cứ muốn gỡ. Thua muốn gỡ là mình dễ ra đảo xa hơn lắm anh em ạ. Nó gặp trường hợp đó rất nhiều lần rồi. Cho nên là mình khiếp cái điều đó rồi anh em ạ. Để mình đánh kiểu đó luôn ấy. Đánh kiểu đó mình dễ bị toang lắm anh em. Toang mà đéo tông nhỏ đâu. Tông to luôn ấy. Đây này, gần lên luôn này. Đánh nhỏ lại thôi này. Mày đánh nhỏ pha đó chưa anh em ạ? Bay hai ván là không mà mất nhiều đấy anh em. Đó gọi là hên đấy anh em ạ. Đây lên 7 mê thôi, nghĩ. Nghĩ nhà mày đéo lên tham nữa. Tham là tí là lợ mày còn một cái gì thì sao? Khi thắng là nhớ rụt hết cho mình đi. Tha đằng ngày mai các bạn chơi các bạn tính tiếp nha anh em ơi. Thôi, video này tốt nha. Bye bye anh em.